từ đất nước Brazil, đó là số 80 Moreira Rodriguez, cầu thủ ghi điểm vào. Chúng tôi còn đang nói đến những ngoại binh của Sông Lam Nghệ An, những bổ sung hết sức chất lượng theo đánh giá của giới chuyên môn, thì một cầu thủ ngoại binh đã lập công. Đó đến từ một trong hai chân sút đến từ đất nước Cameroon, cầu thủ Bia Yaga. Chúng ta sẽ được xem lại pha mở tỷ số này, một tình huống xử lý hết sức tinh tế của Bia Yaga, một pha đỡ ngực để loại trung vệ của đối phương và đồng thời dứt điểm chân thành. Trung vệ Cao Xuân Thắng cho sẽ là một đường truyền sang bên phải, dứt điểm không. Bia Yaga, tất nhiên rồi, tiếp tục là bàn thắng của Bia Yaga, một pha dứt điểm gọn gẽ, mải mê tấn công. Và Quảng Nam đã thiếu mất đi một hậu vệ trái thực thụ trong tình huống lên bóng vừa rồi của Sông Lam Nghệ An. Không thể trách trung vệ Cao Xuân Thắng ở tình huống vừa rồi, khi Sơn có pha chuyền bóng như đặt, nhưng phải dành sự khen ngợi cho tình huống dứt điểm quyết đoán và gọn ghẽ của Bia Yaga. Cả Bia Yaga và Endiodo là những chân sút của Cameroon, và đây đều là những cầu thủ đã từng thể hiện được đẳng cấp của mình với những lần để mất, và họ đang sân cao đội hình. Cơ hội vẫn còn, Emin, vẫn là Emin, bàn rút ngắn tỷ số xuống thành 1-3. Bàn thắng rút ngắn tỷ số vừa rồi của Emin khiến cho những phút tiếp theo của hiệp 2 sẽ diễn ra căng thẳng hơn nhiều. Bây giờ thì cơ hội lại trở lại với Sông Lam Nghệ An, họ vẫn chưa hết hy vọng. Một pha sút bóng rất hiểm hóc vào góc xa, góc cao. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất kỹ thuật, một cú sút điệu nghệ. Đội hình của Thank you.